Đúng không? Thế Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là mùng 2 tháng 8. À xin lỗi, mùng 2 tháng 12 năm 2017. Thầy Luân trân trọng giới thiệu vị chiếc sập Cẩm Nai. Sập này là sập lùn, sập thấp kiểu Nhật, sập tứ diện này. Và sập này được logo thầy Luân chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của chú Thích, chú ở La Phù, Hoài Đức, Hà Nội. Và ngày hôm nay chúng tôi là hoàn thiện xong và bán vé đi cần bốc hàng lên xe để đi bàn giao cho gia đình nhà chú. Ông Hiện ơi, đó. Ra đây của anh ấy. Đây, cái mặt sập này rất là đẹp vì được chúng tôi hoàn thiện lên, phần gỗ nó rất nhiều lỗ đặc sắc. Hôm trước thì chú Thích đã về ký duyệt cái phần mộc rồi, ngày hôm nay chúng tôi là hoàn thiện phần này rất linh, quay lên một đoạn video clip để làm kỷ niệm với gia đình nhà chú. Rất đẹp, chiếc sập này là sập kích thước 1m6 x 2m và chiều cao tầm 40 phân, 37-40 phân. Quý khách nào có nhu cầu muốn sở hữu cái sản phẩm như tương tự này thì liên hệ trực tiếp thành đoàn chúng tôi theo số điện thoại. Anh Luyến ơi, chuẩn bị đi anh Luyến ơi. Chuẩn bị đi. Đây là sập tứ diện 4 mạch như nhau. Và ngoài cái sản phẩm bằng gỗ cẩm này ra, thằng Lương chúng tôi còn các cái sản phẩm tương tự bằng gỗ vụ. Video quý vị đang xem chúng tôi quay tại cơ sở 1 của gỗ Thành Luân, làm tại khu cây xăng Tân Dân, Tân Dân, Phú Xuyên, Vô Lộ. Mỗi thợ chúng tôi đang bọc hàng để gửi đi Lâm Đồng. Cái này là gỗ Thành Luân. Xin trân trọng cảm ơn quý khách. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.